ra đời với sứ mệnh nâng tầm giải trí Hải Phòng nói riêng, các tỉnh thành lân cận nói chung và vươn tầm đẳng cấp Việt Nam. Phòng đào tạo V Hunter Entertainment không ngừng phấn đấu trở thành chìa khóa thành công trong mọi hoạt động giảng dạy, trình diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành ngôi nhà tin cậy hàng đầu của các bậc phụ huynh và học viên trong lĩnh vực đào tạo các lớp năng khiếu nghệ thuật tại Hải Phòng. Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân sự, giáo viên trẻ trung nhưng dày dặn kinh nghiệm, kiến thức, năng lực, khả năng sáng tạo cùng nhiệt huyết và đam mê với công việc. Đội ngũ giáo viên của phòng đào tạo thường xuyên được tham gia các buổi học nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của các học viên. Chúng tôi xây dựng các chương trình dựa trên nhu cầu của từng đối tượng học viên, cơ quan, trường lớp, trực tiếp tổ chức, điều hành và giám sát nhằm đảm bảo các lớp học, các chương trình diễn ra thành công, trọn vẹn, đạt kết quả cao. Hiện nay, phòng đào tạo có 3 cơ sở với tổng số lượng đạt gần 1.000 học viên. Cơ sở 1, Cung Văn hóa Thanh niên, số 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Cơ sở 2, tầng 6 Cung Thiếu Nhi, số 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Cơ sở 3, nhà thi đấu thể thao đa năng quận Kiến An, số 2 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng. Cùng đội ngũ giáo viên nổi tiếng, được rất nhiều học viên yêu quý. Thầy Hoàng Đình Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ, giáo viên giảng dạy múa, đen. Cô Ngô Thị Trang, trưởng phòng đào tạo, giáo viên giảng dạy múa, đen. Cô Nhung Lưu, giáo viên độc quyền bộ môn múa cổ trang. Cô Thanh Thủy, giáo viên giảng dạy bộ môn nhảy hiện đại. Thầy Quang Minh, giáo viên giảng dạy bộ môn hip hop đen. Phòng đào tạo hiện tại đang có 2 vũ đoàn nghệ thuật phục vụ các tiết mục văn nghệ, trình diễn các chương trình lớn nhỏ. Các vũ đoàn, vũ công của phòng đào tạo đã tích cực tham gia các cuộc thi nhảy, múa và giành được rất nhiều giải thưởng cao tiêu biểu như giải nhất hạng mục Tribal Group cuộc thi Unlimited Festival 2023, giải nhất nhảy hiện đại người lớn đơn Hải Phòng Open Dance 2023, giải nhì hạng mục New Star Group cuộc thi Alan International 2023. Ngoài ra, phòng đào tạo còn đồng hành cùng đài truyền hình Hải Phòng với rất nhiều chương trình như 1 giờ với Hải Phòng, thóc sâu chia sẻ về bộ môn kít đen và múa cổ trang, cùng các buổi quay hướng dẫn dạy nhảy trên chương trình măng non. Đặt mục tiêu không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy và biểu diễn, phòng đào tạo với nòng cốt là các giáo viên vũ công trẻ, không ngừng cố gắng, thường xuyên đổi mới, bắt kịp xu hướng để sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới. V Hunter, săn tìm tinh hoa nghệ thuật.